Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay. Vâng thưa quý vị, chương trình sách giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở lớp 1 từ năm học 2020-2021 đến nay đã gần 4 năm. Cấp trung học cơ sở đang triển khai năm thứ 3, cấp trung học phổ thông đang triển khai ở năm thứ 2. Và năm 2024, ba lớp học cuối cùng là lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ được giảng dạy và học theo sách giáo khoa mới và cũng từ năm nay quyền lựa chọn sách giáo khoa sẽ thuộc về các trường học thay vì ủy ban nhân dân tỉnh thành phố như trước đây. Và sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tiêu cực bất cập, giúp học sinh được tiếp cận với cuốn sách phù hợp với năng lực, điều kiện dạy học thực tế của nhà trường, từ đó chất lượng dạy học cũng sẽ được nâng lên. Tuy nhiên cũng có không ít băn khoăn là liệu việc trao quyền cho các nhà trường liệu có giải quyết được những tiêu cực phát sinh trong việc lựa chọn, có đảm bảo được tính khách quan và để bàn luận về chủ đề này, hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay ông Đinh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông FPT. Vâng thưa ông, từ năm học 2021-2022 đến nay thì việc lựa chọn sách giáo khoa đang thuộc quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Vậy qua thực tế triển khai việc này thì ông đánh giá như thế nào ạ? Dạ vâng. À, thực tế thì không phải bây giờ cái quyền mà chuyện chọn sách giáo khoa mới thuộc về các trường hay các giáo viên mà chúng ta biết rằng năm 2020 thì khi đó là Bộ Dục Đào Tạo đã trao quyền cho các trường và cho các giáo viên nhưng sau đó đến năm thứ hai năm 2021, 2022 thì với thông tư 25 thì lúc đó thì cái việc mà chọn sách giáo khoa thì thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và theo cái tinh thần của Luật Giáo Dục mới năm 2019 thì khi mà cái thông tư đó ra ra đời và cho cho đến nay chúng ta đã trải qua được một số năm rồi thì cái việc mà chọn sách giáo khoa dựa trên cái quyền thẩm thẩm quyền của ban dân tỉnh đã dần dần đã đi vào ổn định và cũng thực sự mà nói là cái quyền và cái sự tôn trọng ý kiến của giáo viên các cơ sở cấp dưới uh, trong cái quá trình chọn sách giáo khoa ngày càng được tôn trọng hơn và thực tế nó là như vậy uh, và mỗi một cái phương pháp mỗi một phương thức thì tương nhiên nó sẽ có những cái ưu nhược nhược điểm riêng đối với uh, thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất họ có một cái hội đồng để mà thẩm định sách giáo khoa và những hội đồng hội đồng đó đều là những người có chuyên môn nhất định và chuyên môn và đủ khả năng để mà thẩm định sách giáo khoa cái thứ hai ở cái hội đồng chuyên môn cấp tỉnh thì họ cũng có một cái nhìn vĩ mô bởi vì suy cho cùng rằng là việc chọn lựa sách giáo khoa phải dựa trên cái điều kiện kinh tế xã hội dựa trên cái uh, điều kiện cơ sở vật chất uh, sở tại và các cái điều kiện giáo dục khác nhau uh, thế thì khi mà ở cái hội đồng chuyên môn cấp tỉnh thì họ có đánh giá vĩ vĩ mô tốt hơn là đối với là là, là từng trường nhưng tuy nhiên nó sẽ có một cái bất cập đó là à, nó sát với thực tế hay không sát sườn với những cái nhu cầu và giảng dạy hiện hiện nay hay không thì đó cũng là một trong những cái đang có những cái bất cập hiện nay và ngay cả cái đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ ra rằng cái thông tư 25 nó sẽ có những cái kẽ hở nó chưa có sự chặt chẽ khiến cho cái việc mà chọn sách giáo khoa nó chưa được đúng với 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 chất. Chính vì thế mà chúng ta đã có cái thông tư 27 2023 của Bộ Giáo dục đào tạo vừa mới ban hành gần đây. À, vâng ạ cùng với những cái điểm tích cực và tiêu cực thì uh, sau một thời gian áp dụng thì đến nay thì việc thành lập uh, hội đồng chọn sách giáo khoa lại quay lại như đầu năm 2020. Vâng vâng. đó là giao cho các trường uh, tự chọn uh, vậy uh, theo thầy thì việc này sẽ có tác động như thế nào ạ uh, tác động rất lớn bởi khi đã được trao quyền thì nó sẽ dẫn đến cái sự là có thể cảm thấy hứng thú nhưng mà ngay lập tức nó sẽ dẫn đến sự hoang mang bởi vì cái quyền chọn nó sẽ rất là lớn trước kia khi mà việc ủy ừ, ban nhân dân tỉnh hay các sở giáo dục lấy ý kiến từ các trường hay các giáo viên thì đơn giản là chúng ta đưa một ý kiến là chúng ta nên chọn sách như thế nào sách này ưu nhược điểm hay như thế nào nhưng mà cái, cái cái việc chọn thì là đẩy về phía ủy ban nhân dân tỉnh thì cái việc mà các giáo viên hay các nhà trường thì nhẹ gánh rất nhiều nhưng bây giờ cái việc mà các nhà trường hay các giáo viên và mỗi một trường lại có một hội đồng để mà chọn sách giáo khoa thì đó là áp lực vô cùng lớn áp lực ở đây là áp lực về trách nhiệm áp lực về 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 mặt giám sát của xã hội dành cho phía nhà trường là như thế nào thì ở đây nó sẽ là tác động lên rất lớn ở tất cả các trường ở trên cả nước vâng ạ thưa thầy hiện nay thì những cuốn sách giáo khoa mới đã chính thức được giới thiệu tại hà nội trong đó có ba bộ sách đó là kết nối tri thức với cuộc sống này chân trời sáng tạo và bộ cánh diều và các nhà trường thì sẽ lựa chọn sách giáo khoa cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12. trong đó thì hội đồng chọn sách sẽ bao gồm hiệu trưởng phó hiệu trưởng và ban phụ huynh vậy thì theo thầy cái việc chọn sách như vậy có đảm bảo khách quan hay không ạ? Dạ vâng theo cái thông tư mới thì quy định cái hội đồng mà chọn sách thì chúng ta thấy rằng là gồm cả các giáo viên và một cái thành phần khá đặc biệt nữa đó chính là các bậc cha mẹ phụ huynh học sinh thì về mặt uh, lý thuyết thì chúng ta đã thấy rằng là với cái hội đồng như vậy thì có cái sự giám sát có sự chuyên môn có sự giám sát của trừ cha mẹ học sinh thì chúng ta thấy là có thể đảm bảo khách khách, khách quan nhưng mà thực tế rằng có khách quan hay không nó lại hoàn toàn phụ thuộc vào cái người mà tham gia tham gia hội đồng hay đứng các hiệu trưởng đứng đầu trường rồi thì cha mẹ học sinh cũng có cái có tính khách, khách khách quan hay không thì ở đây tôi, tôi 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 muốn nhấn mạnh là cái chỗ là về mặt về mặt quy chế về mặt cái thông tư bộ giáo dục đào tạo thì với những thành phần tham gia uh, trong cái hội đồng tuyển chọn sách giáo khoa thì sẽ đảm bảo được cái việc mà khách khách quan tuy nhiên việc khách quan hay không nó lại còn phụ thuộc vào từng người nữa. Này. vâng ạ à, vâng cũng như thầy chia sẻ thì chúng ta có một yếu tố mới đó là đại diện của cha mẹ học sinh cũng sẽ tham gia vào hội à. đồng này tuy nhiên là cái việc uh, tham gia vào hội đồng chọn sách thì sự có mặt của ban phụ huynh các phụ huynh đại diện cho học sinh thì có thực sự cần thiết hay không và cái điều này thì mang đến tác dụng gì ạ dạ vâng à, ở đây chúng ta cần phải lưu ý rằng là cái việc mà tham gia của cha mẹ học sinh ở đây không phải vấn đề chuyên môn họ không tham gia vấn đề chuyên môn mà ở đây ở trên này chúng ta sẽ thấy là có hai khía cạnh thứ nhất đó là thể hiện cái sự cam kết đồng hành và chia sẻ của cha mẹ học sinh đối với nhà nhà trường bởi vì thực tế rằng là chúng ta hiện nay giáo dục hiện nay không thể nào có cái chuyện đó là chăm sự nhờ thầy chăm sự nhờ thầy cô được và phải có cái sự đồng hành từ cha mẹ học sinh với nhà trường trong việc là chăm sóc và giáo dục con cái cái thứ hai đó là việc chọn sách giáo khoa trên nguyên tắc là dân dân chủ thế thì bản thân việc mà các phụ huynh tham gia vào việc uh, lựa chọn sách giáo khoa thì cũng là trên tinh thần giám sát cái việc đó là đảm bảo cái độ công khai minh bạch khi mà chọn chọn sách giáo khoa. Bởi vì suy cho cùng thì cái việc uh, bản thân các phụ huynh cũng là những người người tiêu dùng nếu mà sách giáo khoa là một 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 cái mặt hàng, mặt hàng như đây là chúng ta thấy là mặt hàng đặc biệt. Thì bởi vì phụ huynh cũng sẽ phải bỏ tiền ra để mà mua sách giáo khoa đó thì họ đương nhiên họ sẽ có quyền để giám sát cái việc mà lựa chọn sách giáo khoa uh, và giá giá sách giáo khoa như thế nào. À, vâng ạ à, quay trở lại với cái vấn đề mà ban đầu thầy đã trao đổi đó là cái việc mà giao quyền lựa chọn cho à, sách giáo khoa cho các trường thì liệu chúng ta có hạn chế được những bất cập mà ban đầu thầy đã chia sẻ à, đối với cái việc lựa chọn sách giáo khoa mà thuộc quyền quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hay không ạ? Dạ vâng à, ở đây tôi muốn nói đầu tiên đến là cái, cái sự khó khăn khi mà uh, trao quyền về cho các trường bởi lẽ để mà có thể lựa chọn được sách giáo khoa thì đương nhiên chúng ta cần phải có nhân sự tức là các giáo viên các chuyên gia đủ năng lực để mà có thể thẩm định được sách giáo khoa. Và đương nhiên là các giáo viên sẽ phải đọc rất nhiều sách giáo khoa. Điều này cũng vừa là một cơ hội nhưng mà vừa thách thức. Thách thức ở đây đó là họ phải đủ cái năng lực và đủ cái khả năng và đủ thời gian để mà có thể thẩm định được cuốn sách giáo khoa nhưng đây cũng chính là cơ hội để mà giáo viên là thể hiện tài năng và cũng là cái cái, cái chương trình giáo dục phổ thông mới nó là như vậy đó là chúng ta phải nghiên cứu quyển sách quyển sách giáo khoa như thế nào để từ đó là chọn được cái bộ sách giáo khoa phù hợp với uh, học sinh của mình bởi vì không ai khác là nhà trường và giáo viên phải chịu trách nhiệm cao nhất cho cái việc là giáo dục học sinh tại chính tại chính cơ sở của mình không ai khác là hiểu học sinh của mình bằng chính chính các giáo viên mà nhà nhà trường hiện tại thì uh, đó là những cái thách thức và tuy nhiên rằng là vậy thì một câu hỏi đặt ra là có cái hạn chế được tiêu cực hay không thì tôi tôi nghĩ rằng là đã là tiêu cực thì nó có thể xảy ra tại mọi lúc mọi nơi tại mọi cấp độ và cái việc ở đây rõ ràng là chúng ta phải nâng cao được cái quy chế thứ nhất phải có quy chế rõ ràng về mặt pháp lý cái thứ hai nữa là phải nâng cao được về mặt đạo đức của nhà giáo tâm thế của những người mà trong hội đồng mà chọn chọn ra sách giáo khoa thì thì nó mới hạn chế được tiêu cực chứ còn tôi nghĩ rằng là tiêu cực cũng có thể, thể xảy ra ở khắp mọi nơi nếu như chúng ta không tuân thủ được về mặt pháp luật hay về mặt đạo đức Vâng ạ, thưa thầy, vậy thì các nhà trường cần chuẩn bị những cái gì trong cái quá trình chọn sách giáo khoa để có thể minh bạch tránh lãng phí? Đặc biệt là cái điều mà chúng ta cần quan tâm uh, thiết yếu nhất đối với các phụ huynh học sinh đó là giá của sách ạ. Đó vâng. Thực ra là với cái chuyện là giá giá của sách thì ở đây thì rõ ràng là nhà trường thì không thể nào mà can thiệp được cái chuyện giá của sách và cũng không thể nào mà thay đổi cái giá của sách và giá của sách thì chúng ta sẽ thấy là từ bộ giáo đào tạo từ uh, từ các cấp các cấp thẩm quyền thì rõ ràng rằng là uh, cái việc mà làm thế nào để đảm bảo được công khai minh bạch, để chọn được sách tốt, tốt nhất thì đương nhiên đầu tiên đó là vấn đề về nhân lực, đó là các chuyên gia các giáo viên họ phải có đủ năng lực và họ có đủ năng lực về mặt chuyên môn là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa nó phải họ phải đủ đạo đức để mà có thể công tâm minh bạch công khai để mà lựa chọn quyển sách giáo khoa và trên tinh thần đó là vì quyền lợi của học sinh nếu như mà chúng ta luôn luôn tâm liệu cái câu chuyện đó là vì quyền lợi của học sinh thì tôi tin chắc rằng thì các thầy cô và các hội đồng sẽ um, lựa chọn được cái sách giáo khoa phù hợp nhất nhưng tuy nhiên tôi cũng sẽ sẽ thế mà đây ở đây một vấn đề khá là lớn đó là thời gian về vấn đề thời gian bởi vì hiện nay các thầy cô chỉ có 15-20 ngày để đọc các bộ sách và rõ ràng năng lực mỗi người là khác nhau và cái 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 ở mỗi trường đã khác nhau và năng lực ở mỗi người đã, đã khác nhau rồi thì đó sẽ là một cái uh, gánh nặng khá lớn và các thầy cô sẽ sẽ phải và các thầy cô nhà trường sẽ phải khá gồng mình trong cái thời gian tới đây vâng ạ tuy biết là còn nhiều vất vả nhưng mà hy vọng là trong thời gian tới thì các nhà trường sẽ có được những phương án thực sự tối ưu để chọn được các bộ sách giáo khoa tốt nhất cho học sinh của mình à, vâng đến đây thì cũng một lần nữa xin được cảm ơn ông Ninh Đức Hiền đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi à, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại